Ít nhất 5 người thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà 10 tầng của thành phố Abadan, thủ phủ tỉnh Khuzestan miền nam Iran. Lực lượng cứu hộ địa phương đang chạy đua với thời gian nhằm cứu giúp ít nhất 80 người được cho là còn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Theo thông tin ban đầu từ lực lượng cứu hộ, ngoài những nạn nhân xấu số, có khoảng hơn 20 người khác bị thương. Truyền thông Ấn Độ xác định tòa nhà này là tổ hợp dân cư thương mại nằm trên đường Amitabha, tọa lạc ngay tại một trong những con phố sầm uất nhất của thành phố Abadan, nơi tập trung chủ yếu của các tòa nhà thương mại và văn phòng. Các đội cứu hộ khẩn cấp đã nhanh chóng được điều động từ các thành phố khác tới hỗ trợ công tác giải cứu người bị mắc kẹt, với ít nhất 2 đội chó cứu hộ, 1 máy bay trực thăng, 7 xe cứu hộ đã có mặt tại hiện trường. Người đứng đầu cơ quan tư pháp tỉnh Khuzestan đã ra lệnh điều tra về vụ sập tòa nhà. Chủ sở hữu tòa nhà này cùng nhà thầu xây dựng đã bị giam giữ để phục vụ công tác điều tra.